Như là mọi người nói là không biết là mọi người thấy dài môi Mai Phương có khác khác chút xíu, thì Mai Phương có một lời khẳng định, một lời giải thích là mình có can thiệp và có thay đổi gì trên gương mặt không? Cái này là chắc là do son môi rồi, tại vì Mai Phương hay đánh son môi nó hơi viền ra ngoài chút xíu. Chắc là mình sẽ livestream mặt mộc cho mọi người coi, mình không có thêm má hay gì cả, do mình tăng cân mọi người ạ. Khi Miss World cũng dời lịch xuống cuối năm thì Mai Phương sẽ có nhiều thời gian để chuẩn bị hơn á. Thì trong thời gian mà có nhiều hơn như vậy thì Mai Phương muốn làm gì thêm để cái hành trang đi thi của mình nó thật sự là vững vàng? Để mà nói thì em cũng có nhiều lắm, nhưng mà Mai Phương mà trần nha cả nhà ơi, xinh quá nè. Khi mà đi lên này thì chúng ta phải chú ý đến các cái thành phần của 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 cái
tiền cổ vũ Lê Quang Vinh ạ. Tiếp nha.